Giá heo hơi hôm nay ngày 18 tháng 3, biến động trái chiều trên cả nước. Giá heo hơi hôm nay, ngày 18 tháng 3 điều chỉnh tăng, giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg. Nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung xây dựng trang trại chăn nuôi an toàn để kiểm soát dịch bệnh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng, giảm nhiều nhất là 3.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay điều chỉnh từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg. Theo đó, Thái Nguyên giảm 1.000 đồng mỗi kg xuống còn 51.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Lào Cai và Phú Thọ điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg lên mức 53.000 đồng mỗi kg, ngang bằng Thái Bình, Ninh Bình và Tuyên Quang. Còn tại Bắc Giang và Hưng Yên, giá heo hơi tăng 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg, hiện giao dịch trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 52.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 53.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 57.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 51.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 53.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg. Hà Nam là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 52.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 52.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên biến động giải rác. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tăng, giảm trái chiều tại một vài nơi trong khu vực. Cụ thể, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh và Thanh Hóa đang thu mua trong khoảng 53.000 đến 54.000 đồng mỗi kg tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg trong hôm nay. Ngược lại, Quảng Bình và Quảng Trị quay đầu giảm 2.000 đồng mỗi kg, hiện giao dịch trung mốc 52.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận biến động mới trong hôm nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 54.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 53.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 53.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 54.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 53.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg. Bình thuận là 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam điều chỉnh trái chiều. Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Theo đó, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và Bến Tre cùng tăng 1.000 đồng mỗi kg, hiện thu mua trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Nhiều tỉnh thành như Vũng Tàu, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang Bạc Liêu và Sóc Trăng đang giao dịch với giá từ 51.000 đồng mỗi kg đến 52.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 53.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 53.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 51.000 đồng mỗi kg, Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 52.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 54.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 53.000 đồng mỗi kg, Tiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 55.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 52.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 52.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg. Thời điểm hiện tại, cả nước có 3.705 lượt cơ sở. Vùng chăn nuôi tại 52 tỉnh, thành phố được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với nhiều loại bệnh trên gia súc. Về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ông Nguyễn Văn Long cho biết, xây dựng vùng, Cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh là xu hướng của chăn nuôi hiện đại, theo báo Hà Nội mới. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, thời gian tới các tỉnh, thành phố cần tập trung nguồn lực xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức thú y thế giới, OIE, làm cơ sở bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong nước và xuất khẩu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Đồng thời, các địa phương cần nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh để kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất ở những cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Nhìn chung, giá heo hơi, hơi hôm nay ở ba miền biến động trái chiều. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng mỗi kg.